Nghe đầu hôm qua 24 tháng 6, cầu thủ đội tuyển Việt Nam hết thời gian cách ly, sắp sửa di chuyển khỏi khách sạn ở khu nhà giàu quận 7. Mà mấy nay, lên mạng coi muối sầu riêng của mấy ảnh nóm lem gì đâu, bà hàng xóm không nhịn được bèn làm một quốc xe đến tận nơi với hy vọng một sở thị mấy nam thần một lần trong đời. Sáng thứ năm tinh mơ, khi những người dân khu nhà giàu còn say trong giấc ngủ, bà đã đổ bộ trước sân khách sạn, nhìn nắm cửa sổ phòng mấy tuyển thủ trẻ, coi nghe ngóng được gì không. Vậy mà đứng đợi từ sớm tới khi nắng lên, không có thấy anh nào ra cho bà ngắm, chỉ thấy toàn là quần đùi áo số mấy ảnh treo đầy khung cửa sổ không à. Thiệt, chán gì đâu luôn á, không ấy cơn gió nào thổi ngang qua làm áo anh Tiến Linh, anh Văn Thanh, anh Hậu rơi xuống bị bà, bà để bà đem về kỷ niệm được khung. Quần ái quần ai, rơi vào bị bà có được khung ta? Mà thiệt, trời không có phụ lòng người, cuối cùng trên khung cửa sổ cao gần nhất cái khách sạn cũng có gió thiệt mà gió do tay người à nghe, tay cầu thủ nào thì bà chưa biết. Chỉ biết ảnh quơ ảnh múa dèm điệu nghệ, lâu lâu còn trêu trọc những nét ti ren giống bà đang đứng nghía nữa chớ. Thiệt, anh nào mà đáng yêu hết sức. Cầu thủ lấp ló thẹn thùng nơi khung cửa sổ khách sạn. Trời đã chuyển chưa, nắng nóng cháy ra thiệt mà mấy anh cầu thủ vẫn không chịu ra, chỉ đứng thập thò e thẹn nơi ban công làm bà hàng xóm, tức ngang cạnh hông, phải lại gần khách sạn hỏi cho ra lẻ. Bà hàng xóm, Chú ơi chú, chú cho tôi hỏi mấy cầu thủ đội tuyển Việt Nam mình đâu hết rồi chú, sao giờ này chưa ra ngoài nữa, bộ có gì hả? Nhân viên khách sạn tốt bụng, mấy ảnh ở trên á bà mà chưa có được xuống khi nào bên y tế thông báo kết quả xét nghiệm mới được di chuyển. Bà hàng xóm, rồi khi nào mới có kết quả vậy? Bà đợi từ sáng tới giờ mỏi chân quá. Nhân viên khách sạn tốt bụng, còn lâu lắm mà lâu tới đâu con cũng không rõ nữa bà ơi hay thôi bà đi về khi nào có thông tin con nhắn tiếng bà chạy qua nghe. Bà hàng xóm, được vậy còn gì bằng? Đâu, đưa số bà lưu ngay. Lấy được số tay trong, bà thở vào nhẹ nhõm, lên đường về lại nội thành ăn uống nghỉ khỏe, giữ sức chiều quay lại, săn, mấy, muối sầu riêng. À quên, săn mấy tuyển thủ tiếp mà lòng không quên cảm ơn nhân viên khách sạn tốt bụng xứng đáng có 10 người yêu này khách sạn nơi cầu thủ cách ly với dàn bảo vệ hoành tráng, khiến bà hàng xóm khó khăn lắm mới hỏi han được thông tin. Nỗi lòng mê trai của bà không thể để bà có thể ngồi yên quá lâu. Giữa chiều, khi chưa kịp nhận thông tin, tình báo, bà đã vội đáp xe trước khoảnh sân quen thuộc đối diện khách sạn để hóng tiếp. Xa xa, tự nhiên một con mẹt bạc tỷ bóng loáng biển Bình Dương đổ trước mặt. Tò mò, bà cũng lân la lại hỏi hai người đàn ông bước xuống từ chiếc xe có phần quen thuộc này. À, thì ra là chú Nguyễn Tiến Quyền, bố cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đi cùng em trai cầu thủ đây mà. Bố cầu thủ Tiến Linh bên con mẹt bóng loáng đợi con. Bắt sống được bố người nổi tiếng, dễ gì bà hàng xóm bỏ qua được. Bằng lời thế tám mãi không chán, bà hỏi han bố Tiến Linh từ cảm xúc khi có cậu con giỏi giang cho tới chuyện dựng vợ gã chồng cho trai đẹp. Tất tần tật bố cầu thủ đều chia sẻ không giấu dến nói chuyện một hồi nhìn lên đồng hồ đã 18 giờ tối, dăm phút của tiếng linh hỏi gia đã là cả một buổi chiều. Bố của nam thần cũng bắt đầu sốt ruột, xin phép ngưng chuyện trò để gọi điện cho con. Không biết tiếng linh trả lời sao, chỉ biết bố cậu mặc buồn so, đi mua chút bánh mì và nước đem đến cho cậu con trai thứ đang sốt ruột vì đói lẫn sốt ruột vì chờ mong. Em trai tiếng linh ăn vội bánh mì trong lúc đợi anh. 18 giờ, bố tiếng linh vẫn mòn mỏi đợi tin từ con. 20 giờ, những người xung quanh bao gồm bố Tiến Linh cũng đã bắt đầu mỏi mệt vì không biết chờ đợi đến bao giờ. Bố Tiến Linh sau vài cuộc chuyện trò trao đổi cũng đã đánh con mệt bóng loáng dời đi, để lại một nỗi buồn mang mát. Thế nhưng xa xa, bà hàng xóm nó thấy còn răm ba em gái đứng lẻ tẻ vẫn kiên trì cầm điện thoại dơ lên khung cửa cầu thủ nào múa dèm sáng nay. Lũ nhỏ này bà nào là gì, tụi nó đứng đây từ trước khi bà tới, đến tận giờ vẫn không chịu rời đi. À thì, lại tám chút chút biết đâu có gì hay thì sao? Bà hàng xóm, ủa, mấy con ở đâu lại đây mà giờ còn chưa về? Phan con ở tích bên Tân Bình, nghe tin mấy anh cầu thủ hôm nay hết cách ly nên vội vàng chốn mẹ bắt xe sang ngay để ngắm nhìn nè bà. Bà hàng xóm, còn mấy đứa nhỏ nhỏ đứng xa xa kia cũng là bạn con hả? Phan dạ, tụi con mê mấy ảnh, lên fan club anh Bùi Tấn Trường với anh Toàn, bắt sống rồi dũng nhau qua đây để được ngắm mấy ảnh nè bà. Mà bởi, dịch ghê quá đâu dám đứng tụ, mê lắm mỗi đứa cũng phải chia khu, đứng cách cả khúc rồi coi thôi à. Bà hàng xóm, sao con biết cầu thủ ở đây mà đi qua săn đón vậy? Phan Rơ, bữa con đi tập thể dục, từ Tân Bình qua đây, quận 7, cái con thấy ai như anh Văn Toàn đứng cửa sổ, con lên con tra thông tin báo đài ngày ảnh ra khỏi khu cách ly là con đến liền. Mà thiệt, săn đón, gì đâu bà ơi, mê chút chút thôi à. Bà hàng xóm, vậy rồi con qua đây từ hồi nào mà giờ chưa về nữa? Phan Rơ, con qua đây cũng trễ trễ tầm 7 giờ thôi à, 3 giờ sáng là con đã bật dậy, ngủ không có được vì nôn nao háo hức rồi sửa soạn bắt xe sang đây luôn. Con hứa rồi, hôm nay không thấy mấy ảnh, con không có về được đâu nên giờ đứng chờ tiếp nè bà. Bà hàng xóm, rồi con có coi trận nào của mấy ảnh đá vòng loại World Cup vừa qua không, thấy mấy ảnh đá sao? Phan Rơ, có, con coi không sóc trận nào mà diễn biến thì con không rõ đá thì hay thiệt á nhưng con coi đá bóng là phụ, ngắm mấy ảnh là chính. Thiệt, đẹp trai gì đâu chớ, lại còn hay cởi trần tập thể dục gần cửa sổ nhìn là mê. Mong chờ quá đi. Fan giờ đứng đây từ sáng để săn nam thần. Nào là gửi quà, bánh nào là chết in khung cửa sổ thần tượng vẫy tay, tụi nhỏ giờ nồng nhiệt ghê. Tám thêm một hồi với fan rơ cùng nhiệt bà hàng xóm lui về vị trí của mình để giữ khoảng cách an toàn. Thế mà chưa yên vị được lâu, thì nhận tin hôm nay mấy ảnh không có được ra, bà vội thông báo cho mấy nhỏ hâm mộ rồi bắt xe về nhà. Trước khi lên xe còn nghe đâu tụi nhỏ nói loáng thoáng, nay mấy ảnh hổng ra được, mai sao trốn má đi, săn mấy ảnh tiếp đây ta. Thương gì đâu mà thương.